À, vâng, em lại gửi lời chào, lời chúc sức khỏe các bác anh em đam mê đi bẫy chuột đồng, chuột nhà, chuột ngoài rừng. Hôm nay thì em tiếp tục giới thiệu cho bác những cái mẫu cạm kiềng để bẫy chuột đồng, chuột nhà, chuột rừng anh em nhé. Là một đơn vị bán chuyên nghiệp tất cả các mẫu cạm kiềng, từ loại nhỏ nhất, loại cạm 9 cm để anh em bẫy chuột. Thì bên em còn cung cấp những cái cạm to hơn, bẫy chồn, bẫy cáo, bẫy mèo, bẫy thú rừng, bẫy lợn rừng anh em nhé. Hôm nay thì em sẽ đi chi tiết về cái mẫu cạm 9 cm để phục vụ anh em trong cái mùa săn bắt chuột của năm 2022. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu sơ qua về cái phương thức giao dịch bên em. Bên em cơ sở bán hàng online chuyên nghiệp, ship hàng là 63 tỉnh thành trên toàn quốc anh em nhé. Nhận hàng anh em được quyền kiểm tra hàng, đúng sản phẩm, các bác thanh toán tiền, đấy là quyền lợi của anh em, không phải cọc cạch gì đâu nhé. Hôm nay thì là một cái lô cạm để đóng hàng cho khách, thì tiện thể em làm video luôn để giới thiệu cho các bác mới chơi cũng như các bác chơi chuyên nghiệp, có thể đặt hàng thì liên hệ trực tiếp hoặc các bác kết bạn qua Zalo, bên em sẽ tư vấn nhiệt tình cho anh em. Cạm này cạm 9 cm có bàn đạp sẵn rồi không nhá. Mẫu này là mẫu anh em mua nhiều nhất thị trường hiện nay, các bác đánh chuyên nghiệp cũng như các bác đánh văn nghệ giải trí đều được. Mẫu này có bàn đạp rồi, giá tiền thì 8.000 đồng một chiếc anh em nhá. Đấy, các bác mua 50 cái trở lên thì bên em bao ship tận nhà. Đấy, hàng rất là đẹp, xịn sò cho anh em. Đấy, còn các bác mà mua nhiều hơn thì có thể điện trực tiếp, bên em sẽ báo giá sỉ cho anh em. Một chiếc cạm này là bằng thép anh em nhé. Đấy, thép nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc về. Hàng đảm bảo là hàng tốt nhất trên thị trường hiện nay. Đấy, nên là các bác nào vui lòng liên hệ trực tiếp, bên em sẽ tư vấn cho nhiều hơn. Đây là một chiếc cạm 9 cm không nhá. Đấy, có bàn đạp sẵn rồi. Đấy, mẫu này thì anh em chỉ về các bác luồn dây phanh vào là đánh thôi. Đấy, bàn đạp rất là chắc chắn các bác nhá. Đấy, và cũng đánh rất là nhạy. Đấy, nên là các bác nào đang quan tâm về cái cạm 9 cm này thì liên hệ trực tiếp để đặt hàng các bác nhá. Đấy, một cái video rất là ngắn thôi, em chỉ giới thiệu sơ qua để các bác tham khảo về những cạm chuột các bác nhá, cạm chuột để phục vụ anh em trên mọi miền tổ quốc. Em xin chào tạm biệt bác, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.